cũng cũng phải 11 tiếng máy bay đấy ạ. Dạ, xa lắm. Đó là qua Paris với một sáng tác được phổ thơ nhà thơ Nguyên Sa, ca khúc với tựa đề Paris có gì lạ không em. Dạ vâng. Xin mời. Paris có gì lạ không em, mai anh về em có còn ngoan, mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ, em có tìm anh trong cánh chim. Paris có gì lạ không em, mai anh về giữa bên sông Seine, anh về giữa một dòng sông trắng, lão sơ mờ hay áo em, anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay, tóc em anh sẽ gọi là mây. Ngày sau hai đứa mình xa cách, anh vẫn được nhìn mây trắng bay. Paris có gì lạ không em, mai anh về mắt vẫn lanh đen, vẫn hỏi lòng mình là hương cốm, chả biết tay ai làm lá sen. Paris có gì lạ không em, mai anh về em có con ngoan, mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ, em có tìm anh trong cánh chim. Paris có gì lạ không em, mai anh về giữa bên sông Seine, anh về giữa một dòng sông trắng, lão sương mờ hay áo em, anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay, tóc em anh sẽ gọi là mây. Ngày sau hai đứa mình xa cách, anh vẫn được nhìn mây trắng bay. Paris có gì lạ không em, mai anh về mắt vẫn lanh đen, vẫn hỏi lòng mình là hương cốm, chả biết tay ai làm lá sen, chả biết tay ai làm lá sen, chả biết tay ai làm lá sen.